Chúng ta thực hiện một cái mẹo công nhé. Thế lấy một ví dụ thôi. Và các ví dụ khác các bạn làm tương tự như vậy. Chẳng hạn ta thực hiện phép cộng 78.969 với 86.786. Thì cái cách giải thông thường là cộng từ trái qua phải, để cộng nhớ thì hơi phức tạp. Ở đây chúng ta cộng từ cộng như các ba ngoài chờ cộng từ trái qua phải. Đấy, 7 cộng 8 này. Thì 7 cộng 8 là gì? Là bằng 15, nhưng khoan nó viết vội 15 nhá. Đấy, 7 cộng 8 15. Đấy, tiếp tục lấy cái này. 8 cộng 6 nhìn sang bên này một chút. 8 cộng 6. 8 cộng 6 là lớn hơn 10. 8 cộng 6 bằng 14, lớn hơn 9 rồi đúng không? Lớn hơn bằng 10 rồi. Đó. Do đó, đấy ta không viết 15 mà ta viết 16. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục này. 8 cộng 9 là 10, 14 này. 14 mình nhìn thoáng này là 9 cộng 7. 9 cộng 7 là 16, 16 lớn nó bằng 10 rồi. Cho nên là ta đấy không phải viết 14 mà ta viết 4 mà ta viết 5. Đấy, là viết thêm một đơn vị. Đấy, tiếp tục này. Để viết này, 7 cộng 9 cộng 7 là 16, mà 6 cộng 8. 6 cộng 8 là bằng 14, 14 thì lớn hơn 1, lớn bằng 10 rồi. Do đó 9 cộng 7 đấy là 15, không viết 15 mà viết 16, viết 6 đó. Rồi, 9 cộng 9 18. Nhìn vào đây. 9 cộng 9 là 18. 18 sẽ lớn 10 rồi. Do đó 6 cộng 8 là 14. Và nhớ một nữa, thêm một đơn vị nữa là 15 Việt Nam. Còn 9 cộng 8 đấy là 9 cộng 9 là 18. Đấy, vậy là kết quả cần tìm. Tức là ta nhìn sang bên này, nếu phép cộng tiếp theo mà lớn hơn 10 thì thêm đây một đơn vị, thêm chữ số này một đơn vị các bạn nhé. Cách làm như vậy. Đấy, đây này, 15, 15 bên đây cộng lớn 10 là 16. Rồi, đây là đây là 14. Đây 14 này, mà đây là 9 cộng 7 là 10, lớn 10 rồi. Đây phải viết, đáng lẽ viết 4 mà đây viết 5. Rồi tiếp tục cái này, cộng mà lớn hơn 10 rồi thì đây là ở đây là 9 cộng 7 16, 16 mà đến lớn 10 là 17 các bạn nhé, 17. Rồi, tiếp tục 6 cộng 8 là 14, mà bên này cộng lại 9 cộng 9 18 lớn bằng 10 là 5. Là 98. Và kết quả như vậy, cách làm như vậy các bạn nhé. Các bạn làm theo cái phương pháp này thuần thục thì cộng nhập rất nhanh. Chẳng hạn ta lấy ví dụ 76 cộng 29 này. 7 cộng 9 là 7 cộng 2 là 9 này. Mà cộng 6 cộng 9 là 10. 15. 15 tức là lớn bằng 10 rồi đấy. Đấy phải là 7 cộng 2 không phải là 9 bằng 10, viết 10. Viết 10 đấy. Còn 6 cộng 5, 6 cộng 9 là 5, 105. Các bạn nhé.